Chào anh chị, hôm nay chúng tôi lại tiếp tục sản xuất sắt nền nhá. Nhưng mà ngày nào đều 8 tiếng sản xuất đều các anh chị, cho kịp thời xây cầu thay thế hoặc chia đà, nói chung là để tăng cầu cho ong. Một tập này 50 chiếc. Đây là một tập 50 chiếc. Cân rất nặng anh chị nhá. Rất nặng cân. Thành đỗ cao, rất nặng. Cân 3 cho 50 cái. Vậy là như vậy là 4 cân 6. Đấy. 2 cân 3 đều như nhau, cái nào như thế nào. Đấy, thành màu rất đẹp. Kích thước 3 35. Kích là chiều dài là 3 35, chiều rộng là 19.5, được đóng vào trong cái vỏ thùng như này. Như này là để phục vụ cho anh chị mua buôn. Màu thực tế nó sẽ vàng vàng hơn một chút, đậm hơn một chút. Màu trên tôi nhìn trên màn hình thì nó hơi xanh xanh. Đây được các thông số trên bao bì. Thông số trên bao bì rất đầy đủ. Và thông số bao bì rất đầy đủ. Và những cái này các anh chị truy xuất nguồn gốc nhá. Này để tiện anh chị truy xuất nguồn gốc. Thiếu cái tem mã vạch thôi. Mà đầy đủ tem mã vạch có mà. Không. Cứ đóng vào thôi. Ở trong cùng. Chúng tôi sản xuất những cái sắt nền này đáp ứng cho nhất là cho ngoại là cực kỳ khó tính. Với sắt nền ông nội thì dễ tính, nhưng với sắt nền ông ngoại thì khó tính. Khó tính thì sao? Thì khi ép vào khung cầu ấy,
thì cung cầu không ngoại không bao giờ người ta gắn giữ cái mép trên đấy, không bao giờ gắn giữ mép trên, cho vào đó là con ong nó phải xây gắn rồi. Thì trong thời gian đấy nếu như không đảm bảo độ cứng cho sắt nền thì lập tức là cái này sẽ bị gục. Nếu mà con ong chưa kịp xây là con ong nó sẽ gục, nhất là mùa hè này khi mà gắn vào cái rãnh cầu là khi ghép vào cái rãnh cầu này nó sẽ gục. Đấy vì sao là chúng tôi áp dụng cho cái chân tầng tôi đủ cứng để cho nó không bị gục không bị rơi khỏi này. Đấy không phải là, nếu như không ghép được như này thì không có được đảm bảo được cứng thì cái sắt này nó sẽ bị gục xuống, tức là võng hoặc nó rơi gục xuống và sẽ phải loại bỏ hết. Qua bao thời gian tìm hiểu chúng tôi áp dụng cái sản xuất sát cầu của ông ngoại cho dùng trong nội. Đây là một cái ứng dụng rất hiệu quả cho người dùng ông nội. Nhưng mà nếu mà dùng vào mùa hè này thì nó sẽ nếu mềm nó sẽ gục xuống, gục khỏi cái mép này nếu như mọi người không gắn cái mép này. Nếu như mọi người không gắn cái mép này sẽ gục xuống vì nó quá nhũn. Với cái công nghệ của chúng tôi là đã sản xuất cho ông ngoại, chúng tôi áp dụng chuyển sang nội thì cái việc này tôi được khắc phục bởi sản xuất cái sáp nó có độ cứng nhất định để nó được giữ lại ở cái khe cầu này. Nếu mà như con ong chưa kịp xây thì cái nhiệt độ mùa hè này nó sẽ không ảnh hưởng. Nên vì sao là cái sáp này của chúng tôi là nó sẽ có cái độ cứng nhưng mà nó vẫn có độ dẻo nhất định làm đảm bảo làm sao cho con ong nó tiếp nhận tiếp thu và nó dùng chính cái sắt này cơi lên để xây tổ. Đây, nói chung là chúng tôi sẽ áp dụng cái quy trình sản xuất sáp này nông ngoại dùng qua nội. Thì cái công nghệ này là phải có một cả một công nghệ và được áp dụng vào sau một thời gian tìm tòi tìm hiểu và nghiên cứu cộng với sự chuyển giao công nghệ, chúng tôi mới có cái công nghệ này. Nên là anh chị sẽ rất yên tâm khi sử dụng là đã được cái sử dụng với cái sắt nền cái tiêu chuẩn cao nhất, tức là đã dùng được trong ngoại thì chúng tôi là dùng trong nội rất là đảm bảo được hưởng thụ cái vấn đề cái công nghệ là sản xuất cho ong ngoại dùng trong nội. Công nghệ để áp dụng cho anh chị dùng trong nội. Hiện tại hôm nay là chúng tôi đang sản xuất trong nội nhưng với quy trình là sản xuất sáp nền trong ngoài, đảm bảo độ cứng, tỷ lệ sáp cầu thế nào, tỷ lệ sáp mèo thế nào để cho đảm bảo độ cứng cho anh chị khi mà cho xây tạp thêm. Anh chị cứ gọi điện cho số điện thoại chúng tôi ghi ở trên màn hình và để trên hoặc ở phần ghi chú hoặc phần ghi chú ở dưới là liên hệ chúng tôi để được chúng tôi cung cấp cho những sản phẩm này để trải nghiệm các chị anh chị được cái tối ưu nhất cho
cho con ăn của mình với giá thành hợp lý, khẳng định là giá thành hợp lý với sắc sử dụng sắc tự nhiên. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại.